Hình như là chúng ta lạc vào khu vực người ta bán rau củ quả các bạn. Đấy, bắp cải. Ở đây chưa phải là trong chợ trung tâm nhé các bạn nhé. Chợ trung tâm văn hóa đang nằm ở bên kia kìa. Thì tí nữa Hải sẽ vào lấy và quay cho các bạn xem. Bởi vì chỗ này Hải chưa đi qua bao giờ ấy. Thì đi qua đây thì xem có đồ gì đã. Cái mùa này là mùa khoai ở trên này này các bạn này. Bà con tự trồng được mang đi bán đấy. Khoai này ăn ngon lắm. 15.000 một cân các bạn. Nếu khoai sọ, người ta bảo khoai sọ khoảng. Măng nứa một, xếp hàng đẹp. Đây rau dớn kèm với lá đu đủ ạ. Đây rau dớn kèm lá đu đủ, lạc đỏ, ớt. Ôi bên này người ta bán nhiều ấy nhỉ, toàn thảo quả tươi. Bác này mua củ liếng nhiều thế. Đây, củ liếng. Củ liếng này à. Mình nó gọi là cây củ lúa. Củ lúa à. Lúa miêu. Lúa miêu. Hai mình gọi củ lúa. Lúa miêu. Họ cứ dòng từng đô. Bà mua nhiều thế? Mua để xả à, mua cho gửi cho khách à? Ừ. À. Khách được. Này xào các loại thịt nhỉ? Đúng rồi, xào không ngon mà. Xào không ngon. Có tí thịt lạc nữa thì càng ngon. Bà mua được. Đấy đang đi ngắm đây. Cả những rau củ quả bà con tự trồng được mang đi bán đấy các bạn. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ ra khu vực rượu các bạn. Mình sẽ lấy rượu cho khách. Đây quán này đông hết nhỉ. Đây. Mùi rượu nhỉ. Cứ đến đây là mùi rượu rất là thơm các bạn. Cái đây lọc luôn nhỉ, người ta rượu ngô nhé các bạn nhé. Chào người bán rượu. Đây à? À anh sẽ... Không, anh có biết thử rượu anh xem thôi. À, rượu ngô, ở đây là toàn rượu ngô các bạn. Ôi hoa quả ở khu vực này nhiều nhờ các bạn nhé. Rất là nhiều và ở dưới này rất là đông người đi. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi chọn một bộ quần áo trẻ con cho khách các bạn. Tầm 1 tuổi đó. Ôi mình sắp sửa thành ông bổi đến nơi rồi các bạn. Khu vực này khá là đông. Nói chung là cứ vào hôm chủ nhật đấy các bạn.
chợ Bắc Hà diễn ra rất là đông khách du lịch ở các phương xa, người ta về đi chơi trải nghiệm khám phá. Ở đây là người ta bán dây ớt này các bạn này. Bà mua hết rồi. Ôi quán này người ta bán nhiều hà thủ ô chưa các bạn ơi? Hà thủ ô đỏ, củ to nhỉ? Đây. Các bạn nào mua hà thủ ô thì cứ alo nhé. Ôi khu vực này toàn đồ rừng đấy các bạn. Ở đây quả gì đấy, nhìn nó lạ thế nhỉ? Như kiểu quả la rừng nhỉ, không phải chứ? Quả này giống quả la rừng nhưng mà không phải này. Biết tên quả gì đấy không ạ? La rừng á? Hay nhỉ? Ờ, lần đầu tiên mình nhìn thấy la rừng kiểu này các bạn. Cái la rừng quả tròn tròn kia này mình thấy rồi. Nhưng mà la rừng kiểu này thì mình lần đầu tiên mình thấy các bạn. Của quả lạ. La rừng hay nhỉ, này. Cái này ngâm cả quả luôn nhỉ, đỡ phải bắt nữa. Nhìn đẹp thật đấy các bạn. Bao nhiêu tiền một cân cái này cô? 100.000 một cân. Ờ. Thế quả la rừng nó tròn tròn, quả to kia nó bằng nhăn nhăn này khác. À. À cái kia cái này gọi là cái này là rừng chính gốc đấy à? À. Thế nào mình cứ tưởng là mấy quả kia là cái quả tròn tròn cô ấy bảo người ta trồng. À, nhưng mà quả này là quả trên rừng chính gốc ạ. Sâm, sâm đá nhiều nhỉ. Một núi sâm đá luôn các bạn. Rất là nhiều. Sâm này ngâm rượu này, đấy, cho vào nồi lẩu cũng được các bạn, ăn cũng được. Nấu canh được á? Ồ, cho nồi lẩu được nhỉ? Nói chung là ăn tươi cũng được, hoặc là để ngâm rượu ạ. Cô này là cô chuyên bán thảo dược ở trên chợ nhá. Nếu mà các bạn qua Bắc Hà thì các bạn có thể là ghé qua ủng hộ cho cô ấy. Cứ phiên chợ cuối tuần là cô ở đây là cô bán cực kỳ là nhiều. Đây. Bà còn đang làm sách cả lấm tích dương với đỉnh đấy các bạn. Đấy. Còn đây là tắc kè xanh này các bạn này, tắc kè xanh và tắc kè đỏ. Những cái này chữa bệnh xương khớp nhé các bạn nhé. Dùng để ngâm rượu. Còn sâm đá này, sâm đá rẻ lắm các bạn. Đấy, nếu mà các bạn muốn biết giá cả thì các bạn hãy inbox mình qua số Zalo là 0379420217. Hải sẽ gửi cho bạn, cực kỳ là rẻ luôn các bạn. Ngồi xuống để cho nó nhìn đến đồ thảo dược cho đẹp các bạn. Đấy. Bác cầm một bó lên, cầm một bó thảo đấy. Chụp cho nó đẹp. Khu vực thảo dược các bạn. Cái này đậu xị à? Đậu xị các bạn. Mình cứ tưởng là lọ chấm chéo. Đây bánh khúc này. Bánh khúc bánh dày các bạn. Chợ trong chợ rất là đông nhá. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi vào trong chợ để trải nghiệm khám phá nhé các bạn nhé. Bánh mì, bánh rán. Hôm nay nhiệm vụ của Hải vào trong chợ là không phải là mua thảo dược thì Hải mua rồi, nhưng mà mình sẽ đi tìm những bộ váy quần áo trẻ em để mua cho một khách ấy, nhưng mà chắc có lẽ là mình không nên chọn ở những cái quán ở đây các bạn, bởi vì là mình mua một bộ thôi.
Chỉ sợ sợ ở đây là họ tưởng mình là khách du lịch, họ bán đắt ấy. Nên là mình sẽ chọn cái quán này ở khu vực ở ngoài đường các bạn. Đây chợ phiên Bắc Hà các bạn nhé. Đây. Đấy, người ta mua nấm ngọc cẩu ạ. Nhưng mà cái củ đấy là toàn củ cái nha các bạn nhé, không phải củ đực đâu. Bán đủ thứ cây ha. Mà còn đâu mà chọn nhỉ? Lấy hết. Bởi vì đi sáng buổi sớm sớm ấy, thì chúng ta sẽ chọn được củ ngon hơn. Đây là quả mây ạ. Đây là quả mây các bạn ạ. Ây da, có gai các bạn. Quả mây nó có cái cành của nó có gai các bạn. Sống. Đây là lạc vằn, lạc mèo à. Này. Cái lạc này là đắt này các bạn ạ. Đây. Cái lạc này trăm mấy nhỉ chị nhỉ? Trăm rưỡi nhỉ, đấy lạc này đắt nhất này. Lạc mắt mèo ạ, người ta gọi là lạc mắt mèo. Cái lạc đỏ thì 70.000 các bạn. Kia quả la vừa đấy, đây đây quả la đây. Lúc mình xem cho các bạn khác là quả la khác nhé các bạn nhé. Đây chầm chéo này. Chầm chéo ướt Bắc Hà. Bánh bò đấy. À, nhìn như kiểu cái thớt đi nhỉ. Nhưng mà em không. Bánh bò các bạn, đây là bánh bò. Bánh bò bao tiền ạ? Cứ thái ra ăn luôn được mà ăn nhỉ. Hôm nọ ăn thử rồi cứ thái ra ăn luôn được. Không có thật mà, em không có là có mỗi một tờ đấy thôi. Ô cô này nhiều tiền này, hay mình đổi tiền à? Mình không mang. Có thử không ạ? À? Vâng ạ. Đấy. Bò hẳn cái này. Bò đường à? Cái này có đường đúng không? À. Bánh bò. Chầm chéo. Ôi, đồ ván to chưa? Đồ ván to. Ngô. Hai bác người Mông đang ngồi bán ngô các bạn. Ngô lếp. Khu vực này người ta bán rất là nhiều đồ các bạn. Tam thất tươi, đây tam thất tươi. Thôi, cái mục đích video trước thì Hải đã quay về tam thất tươi và các loại thảo dược rất là nhiều rồi. Còn video này có lẽ là Hải sẽ không quay nữa. Đấy, bây giờ đi chọn đồ cho khách các bạn. Đồ 1 tuổi. Đồ thổ cẩm đấy các bạn.
trẻ em màu đỏ. Đấy. Không biết quán nào bán đồ trẻ em nhỉ? Mấy cái quán này thì bác phải bảo mua cái váy cơ. Ôi. Những cái này khoảng mấy tuổi cô? Cái này á? Ừ. Đây là cô bé đây khoảng 3 tuổi. 3 tuổi, không có nào một để xem để xem hỏi ông ấy mua bộ mấy tuổi nhỉ? Thấy khách bảo mua hộ bộ màu đỏ đỏ và 1 tuổi. Được, phải để hỏi khách mới biết được. À, mình đang đi chọn đồ cho một khách. Và quan trọng là phải hỏi khách có ưng không ạ. À, bác ơi, cháu gái mấy tuổi nhỉ? À, 7 tuổi cơ á. Cao 1m2 á. À. Nó khoảng mấy ký à? Bao nhiêu ký ạ? Cái này 7 tuổi làm sao mặc được nhỉ? Cái đằng sau nó to gì? To mà. Mày vừa vào trong này đấy, trong này nó bé rồi. Đây là không có mập đâu, nó không có mập mà nó vừa người à. Giá? À vâng. Nhưng mà đang xem màu là có thích không? Bác có thích màu này không ấy? Bác thích màu gì? Màu đỏ à? Đấy, màu đỏ đi, cái của Mông ấy, của Mông ấy. Vâng, đây là ví dụ chị đang cầm đây là váy của người Mông này. Xem nó không thích cái váy, đuổi cái váy được. À. Có váy màu đỏ không? Đây, đây này. À đây. Đấy, 7 tuổi rất là vừa. 7 tuổi vừa vào lớp 2 rồi. Giá? Cái đó đỏ lắm. Lấy đỏ. Cái này được rồi này. Lấy cái chị đang cầm á. À, đây là cái áo này. Nói chung là áo này nó có áo thì nó rộng nhưng mà người ta mặc váy và người ta sơ vin vào ấy, thì nó thành vừa hết. À. Cái bác thích váy đỏ hay là váy màu tím tím này? Đây là có một loại màu tím tím. Có nhiều màu lắm. Đây là màu sáng sáng một tí này. Ví dụ bộ này bao nhiêu tiền? Cả bộ này bao nhiêu tiền? Cả bộ này 450 thôi. À, 450 cả à, cũng căng đấy. Đây chị thử cầm lên kết hợp cho bác là bác nhìn xem là bác thích không? Phải cầm. Cứ thử. Thử vào đây này. Thử dí gần đấy. Đấy đẹp lắm. Mới lắm đẹp lắm. Mà có vẻ như là cái đỏ dưới đỏ quá nhỉ. Cái dưới là nó hình như nó không hợp màu lắm các bạn. Và nó không hợp màu. Đây chị. Màu này. Ừ. Đấy. Hay là màu tím này, màu tím này hợp hợp hơn này. Đấy, này đẹp rồi. Thử nhét cái màu tím vào này. Cái này còn phụ kiện gì nữa không? Có cái thắt eo không? Có chứ. Đây cái miếng cái dây này. À, nó còn cái này nữa cơ. Đây. Hay là chị buộc vào cho em ấy. Đây. Thì mua cho khách ở xa thì nên cho bác ấy xem trực tiếp luôn ấy. Vâng, đợi cho tí cô ấy còn mặc yếm vào nữa cơ chứ không phải là nguyên như này đâu. Đấy, có cái yếm buộc ở trước cho đẹp ấy. Cái này 7-8 tuổi mặc được hết mà. Ừ, cái này ừ. Cái này là cái váy thôi nên nó bằng chun ấy. Nên nó dễ mặc bác ạ, nên không cần yêu cầu chính xác lắm. Cái váy bằng chun thì kể cả người cháu chui vào cũng được. Nó bằng chun mà. Nhưng mà bé thì đẹp hơn. Đấy. Không, bé đấy cũng bác ấy bảo cân đối người. Hồng nó 7. Chứ không phải béo mà cũng không gầy lắm. Vâng. Đấy đẹp không bác ơi, bác nhìn đẹp không? Đấy cả bộ nhá. Dạ? Nó học lớp 1 á? Vâng, 7 tuổi học lớp 1 mà. 7 tuổi thì học lớp 2, 6 tuổi học lớp 1, 7 tuổi thì học lớp 2. Vâng, nhưng mà bác thích cái bộ này không? Đẹp mà, đây. Đây có nhiều màu này.
Đây cái chốt cái này không ạ? Đây cái hoa văn ở đây cũng đẹp này. À, thế, thế chốt bộ này nhá bác, chốt bộ này nhá. Vâng. Bao nhiêu? 450 bác ạ. 400 được không? 420.000 đi, bớt cho 30.000 rồi. À, chị bảo là bớt cho 30.000 à, bớt cho 30.000 thôi. Bớt cho cái công của cái ông chú Út kìa. À. Không, đây cháu mua lẻ ở chợ thôi, mua ngẫu nhiên thôi, cũng không quen. Vâng, vâng. Thế 400 bác ấy chỉ trả 400 tròn thôi. 400 tròn nhé bác nhá. Rồi, chốt bộ này chị cho vào túi cho em. Chị có tài khoản không nhỉ? Em bắn tài khoản. À, thế chị cứ cho vào để tí em đi đổi. Đi đổi tiền cho ông ấy. Cho đủ yếm vào nhá, không nó thiếu yếm là về xấu lắm. À, chốt 400 tròn nhé bác nhá. Vâng, vâng, cháu cảm ơn bác. Vậy thôi nhá, để cháu đi đi đổi tiền á. Bởi vì cháu không mang tiền mặt, cháu đi mang tài khoản thôi. Vâng, vâng, vâng. Đây cháu đang cầm máy quay đây. Đấy. Rồi cháu chào ông bà nhá. Vâng, vâng. Hả? Ờ, cứ buộc cho thứ bằng nhá. Nhưng mà đủ kiếm ý, thiếu kiếm này. Vâng, vâng, rồi, ok, cảm ơn nhá. Đi rút tiền á. Đấy, mình đi mua đồ sắm cho các cháu luôn đấy ạ. Đấy là giá tại chợ luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn là có yêu cầu mua cái gì thì các bác cứ liên hệ với Hải. Hải sẽ mua đấy kiểu trực tiếp này. Giá phải chăng giá nó đúng tiêu chuẩn luôn các bạn. Chứ Hải cũng chưa tính công tính cùng gì cả. Rồi ok, video này đến đây là kết thúc rồi. Hải sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và chúc mọi người xem video luôn vui vẻ là một này. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Hải nhé. Xin chào và tạm biệt. Còn các thảo dược thì mời các bạn vào video sau. Chúng ta sẽ xem chi tiết hơn nhé.